Rồi ok, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh YouTube của RockF2P nha. Nay vào game thì có vòng quay may mắn, nhưng mà thú thật là vòng quay lần này thì tôi cũng đâu có ý định là quay mắc đâu. Nên là trước hết là mình cứ khởi đầu video với một pha quay tướng nữa nhờ. Ok, miễn phí phát này. Hả? Vãi trưởng ạ, à, nhân phẩm lại lên rồi. Một phát miễn phí 8 tượng William Wallace luôn. Ảo thật đấy. Đấy, mình sẽ quay 10 vòng nha. À không, quay hôm nay là quay một phát X5 thôi. Sau đó mình để ngày mai mình quay miễn phí một phát. Đó, sau đó mình quay giảm giá các thứ. Nói chung ngày thứ 5, đủ 10 vòng là ok. Thử phát X5 nào. Cái đạch bịp thế nhở. Biết vậy, quay free phát đầu tiên dừng là ok nhở. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn bú. Đấy, chuẩn bị để thứ 5 là mắc William Wallace được. Ngày mai quay một phát miễn phí, một phát giảm giá. Xong rồi ngày kia quay phát miễn phí nữa là đủ 10 tượng. Như vậy là lấy được thêm đủ 10 vòng chứ, để lấy được thêm 5 tượng William Wallace. Nay vào game thì thú thật với anh em luôn là mình thấy cũng không có gì mới. Chưa thấy có thông tin gì liên quan đến mấy cái gần đây các bạn hay hỏi. Ví dụ nhà thiên đỉnh này rồi update tháng tới, tôi cũng chưa thấy thông tin gì. Đây có cái mỏ game 3 mình làm một phát đã. Thì mình vào game mình mới xem vào cái chỗ thành tựu này. Thì tôi thấy là những cái khung mà sắp tới mình muốn lấy ấy, mình cũng kiếm những cái thành tựu để chơi game tiếp chứ. Thì ở đây có cái khung cung cách một anh hùng. Đấy, khung này thì ngày xưa nó bị lỗi ấy, nó chỉ hiện mỗi chữ cung thôi. Anh em hay gọi là khung cung. Thì cái khung này thì bây giờ vẫn quá khó lấy. Đấy, tuy nhiên thì mình thấy một thành tựu khác cũng dễ hơn. Lâu không vào đây xem nên thành ra là bây giờ vào xem mới bất ngờ anh em ạ. Đấy, cái thành tựu nhà thám hiểm này, mốc 400 thì mình có thể được thêm 2 tượng huyền thoại. Mà mình thấy là dưới này ấy, nó có khá là nhiều yêu cầu mình thấy tương đối dễ. Ví dụ như sử dụng skin nhà này. Đây, mình sẽ kéo xuống dưới nhá. Đỗ đâu nhỉ? Đây. Sử dụng cho kẹo hay bị ghẹo này, bài ca gieo hạt với đêm bình an. Thì bây giờ mình sẽ vào mình xem mình có 3 skin nhà này không. Mình sử dụng nó là mình sẽ đạt được 30 điểm. Như vậy được free 2 chọc vàng quá ngon. Đấy anh em, lâu lâu anh em vào kiểm tra mấy cái thành tựu xem có cái nào dễ làm không. Mình sẽ nhớ tên 3 cái skin nhà này, cho kẹo bị ghẹo, bài ca gieo hạt với đêm bình an. Ok, vào thử xem nha. Mấy skin đấy thì trước là có rồi đấy. Mình nhớ là cái cho kẹo bị ghẹo mình có. Rồi, liên tục than khóc à. Ủa mà liệu có không ta, nói vậy chứ cũng không chắc nữa. Khoảnh khắc này, đèn lồng may mắn tiểu trang thu hoạch. Đấy, cho trông giống kiểu không có vậy. Vĩnh hằng lệ xa, căn nhà gỗ leo, mùa hè nhiệt huyết, tiệc phục sinh, người đuổi sóng, thiên đường kẹo. Ủa thiên đường kẹo nãy có không ta, nhưng không có đúng không? Không yêu cầu đúng không ta? Đây, nhà cho kẹo hay bị ghẹo. Ơ thì tôi lại không có nhưng mà vãi cả trường. Vãi skin nhà này mình không có hả, bịp thế. Đây có mấy skin nhà vĩnh viễn đó, mình xài luôn đi. Biết đâu nó xong được mấy cái thành tựu thì sao. Mình cứ xài hết luôn đi anh em, vĩnh viễn luôn này. Ở đây nhà 7 ngày thôi. Tiếp tục nhà vĩnh viễn tiệc phục sinh này. Ở nhà 7 ngày không xài. Mùa hè nhiệt huyết xài luôn. Rồi vĩnh hằng lệ xa. Ở tình yêu cảm ơn hết rồi. Như vậy là mình đã xài hết tất cả những skin nhà. Ở đây có một cái nhà nữa là nhà ở giấc mộng thuần lam. Cái nhà này là cái nhà đợt vừa rồi 2975 được cái nhà tím anh em ạ. Ok, nhà này thì chỉ số nó không có gì đặc biệt lắm. Để xem có được cái thành tựu nào. Ôi, ảo vãi trưởng, như thế là mình không hoàn thành được thêm cái thành tựu nào hả? Bịp thế. Ok, thì ở đây nó còn một số cái trang trí nữa như là sư tử gác đền này, phi mã, rồng trung hoa, cổng đền. Thì mình sẽ xem mình có làm được không. Mấy cái đấy tôi nghe quen lắm, mình nghĩ là mình có ấy, mà sao nó lại không hiện ra ta. Trang trí này. Rồi. Ok, tôi sẽ tìm thử nha. Cái tên thì hơi khó, mình không nhớ là nó kêu cái gì luôn đấy. Đâu nhỉ, trại lễ hội này, cánh diều này. Cái cổng đền tôi tưởng tôi có nhá, cổng Ista các bạn, tôi lại không có cổng đền à, ảo thật đấy. Đèn lồng đom đóm này. Bệ thờ, cái này là bệ thờ Otia, cái này cũng khá đẹp. Mà xây thì chả được cái gì cả. Ô, tính ra cái thành tựu đấy mình không làm được cái gì luôn đấy, ảo thật sự anh em ạ. Tôi tính là tôi làm để tôi có tí video lư hương đá lò than không có này, sư tử các đền phi mã không có. Thì như mấy cái này yêu cầu xây bằng game đúng không? Để xây bằng game thì thấy hơi tốn rồi. Game là mấy nghìn game một cái đấy. Đặt đài phun nước này, cổng đền này, ui mấy này xây bằng game anh em ạ.
Xây bằng game thì hơi tốn kém đấy. Mình cứ tưởng là mấy cái đồ trang trí thôi chứ. Áo thật. Rồi xem nào, đèn đường này. 1000 game thì chắc thua. Toàn 1000 game. Ui, sư tử ác đề thậm chí là 2000 game. Cái này cũng 2000 game anh ạ. Thôi thua, thôi thôi. Bỏ nhiều game thế để lấy hai tượng chọc vàng làm gì. Vào mình thấy là có một số thành tựu khác cũng dễ hơn đấy. Con đường hoàng đế này. Đây mình xây thêm ba cái đường nữa được 5 điểm. Để mình xem dưới này nè. Ôi toàn cái khó thôi. Đây, hoàn thành chế độ 56 ở nhiệm vụ 56 trong chế độ chinh phạt sử dụng Saladin. Ok. Mình nghĩ cái đấy mình chơi được. Chống do thám 7 ngày này. Ok, mình nghĩ là mình sẽ làm thử cái chống do thám 7 ngày. Mình có không ta? Chống do thám 7 ngày là cái gì? Tôi cũng chưa bao giờ thấy chống do thám 7 ngày đấy. Có mỗi chống do thám 24 giờ chứ mấy có cả chống do thám 7 ngày à. Chống do thám 7 ngày chắc phải mua một game quá. Liệu có ai mua cái này không anh em? Quái trưởng chống do thám 7 ngày có thật này, 3000 game. Có ai dùng chống do thám 7 ngày không? Chưa bao giờ mình dùng cái chống do thám này luôn đấy. Chống do thám 24 giờ lâu lâu còn xài, ngày xưa để lòe chứ còn chống do thám 7 ngày anh có nữa hả? Rồi mình sẽ hoàn thành cái thành tựu nhiệm vụ 56 bằng Saladin đi. Có nhiệm vụ 56 là cái gì luôn? Ok, 56 này. Mình cũng muốn mấy cái khung mới lắm, mấy kiểu khung cung các thứ ấy. Khung xịn nhất bây giờ chắc cái khung bàn cờ, mấy khung đấy chỉ có Big Boss thôi. Nhưng mà khung cung thì nó yêu cầu mắc mấy con tướng kiểu Zenobia, Theodora các thứ ấy. Thật sự là không biết bao giờ mắc được mấy con đấy, thực ra bây giờ ít xài ấy. Rồi 5 con mới chơi được anh em ạ, lúc đầu chơi một con trông hơi toang. Ok. Nói vậy chứ cũng trâu phết nhở, ngày xưa cũng không nhớ là đi bằng con gì qua rồi đấy. Xử nó. Không biết có khi nào game nó ra 1 triệu lính cho cầm ngoài đồng không? Cho cầm khoảng 500.000 lính, 1 triệu lính ngoài đồng cho nó máu. Lúc đấy anh em phải tha hồ úp bao, các kingdom người ta không bắt giảm bao nữa. Rồi, đã đánh bại thành công nó thành Cát Tư Hãn nha. Hoàn thành 3 sao. Lâu lắm nó chả cập nhật thêm cái gì không đấy. Ủa mà có được không? Ủa vãi trưởng vẫn không được này, sao ảo vậy? Là nó yêu cầu cái gì? Hoàn thành nhiệm vụ 56 trong chế độ sinh phạt trong khi sử dụng Saladin. Sao không có ta? Thế này tôi nghĩ là nó bắt phải sử dụng Saladin đi chính rồi. Mình sẽ thử lại một phát nữa nhá. Phát vừa rồi mình đánh là đúng tầng 56 mà. Đây tầng 56 đây. Có đạch lộn tầng anh em ạ. Ok ok, lộn tầng. Rồi đây mới là tầng 56 nha anh em. Người nhà quê thật sự. Tai nạn. Đấy, vào game không có gì làm thì lại phải đi làm mấy cái trò này thôi. Hình như nãy mình đánh nhầm tầng 80 đúng không? Đây tầng 56 nó dễ như này cơ mà. Ảo thật đấy. Người nhà quê thế không biết. Cày thật sự. Ok, xem thử nào. Rồi, đã hoàn thành xong một cái thành tựu nha. 395 điểm rồi. Chắc xây thêm 3 cục rát vàng cũng được nhỉ. 3 cục rát vàng thì mất 300 game. Xây dựng lò than. Thiên hòa bình, cái này cũng không chơi được. Thay đổi nền văn minh. Ok, mình nghĩ là mình xây 3 cục đá sắt vàng nữa đi. Ok. Xây 3 cái đường lấy. Ok, 3 cục này. 1, 2, 3. À trước đấy mình có đủ đỡ, mình xây mười mấy cục rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình xây thêm này. Đắt phết anh em ạ, 100 game. 1, 2, 3. Ngon. Coi như là đổi 300 game, lấy được thêm 2 tượng. Rồi. Ok. Thì ở đây ấy, mình thấy là mấy hôm nay trong game đấy, server 2975 cũng vậy, cũng nhiều anh em chia sẻ là có chơi cái event là vòng quay Esmeralda. Đấy, cần có khoảng 60 vòng thôi đã mắc.
Tôi thấy có mấy ông lên bài trên group ấy thì cần đến 90 vòng, có ông thì cần có 60 vòng. Gần đây với nhân phẩm mình hơi tốt nên là có lẽ là mình sẽ chơi thử nha anh em. Đó thì các bạn cứ quay làm sao trúng cả ba cái giải đặc biệt này là ăn thôi. Thì mình sẽ quay luôn nha, để xem có ăn được cái gì ngon không. Ở đây thì mình có nạp thêm hai cái gói đầu tiên của cái gói event rồi. Ok, được tài nguyên không sao. Được tài nguyên thì mình càng có tỷ lệ mình ăn mấy cái ô còn lại thôi. Cái gì đây? Tăng tốc và chìa pha lê à? Lại ngửi thấy mùi hơi bịp bịp rồi đấy. Tiếp nào. Ok, tăng tốc 15 giờ, vật liệu lam mình nghĩ là vẫn được. Quay tiếp. Ui, lại tăng tốc với túi tài nguyên ạ. How about vật liệu kem? How about cho em khoảng 10 cái vật liệu kem được không cụ lý? Ô, vẫn không ra anh em. Ra toàn với cái gì không à? Quay tiếp, quay tiếp. Tính ra đợt này Lilith cho free cũng nhiều ấy chứ. Cho free cũng nhiều xu. Ok, quay thêm 3 vòng nữa này. Nãy giờ chưa được một cái vật liệu cam nào luôn. Nãy giờ mới cái vật liệu tím. Event này chơi full thì thực ra cũng ngon đấy chứ nhở. Chơi full được chỗ này 10 vật liệu cam. Trong này thêm 16 vật liệu cam nữa là bao nhiêu? 26 vật liệu cam. 26 vật liệu cam mà mình nhân cho tầm 2.400 gem một vật liệu cam ấy là nhiều phết đấy. Trị giá phải hơn 50.000 gem đấy. Ngon cái vật liệu cam đầu tiên này. Nhưng mà chơi sao phải full nha. Thêm 3 phát nữa. Ok, ê, đặc biệt ngon. Mới 20 vòng được 2.000 gem rồi, nice. Vẫn tốt. Có ông nào mà quay dưới 60 vòng mà ra luôn thì lại đỉnh quá nhở. Ui, lần này ra ít vật liệu cam thế. Quay tiếp. Vẫn vật liệu lam. Cái tôi cần là vật liệu cam. Như này thì cũng hơi dở. Như này thì các bạn phải quay tiếp cho nó rơi vào nhiều ô vật liệu cam hơn. Tại mấy ô kia trúng hết rồi. Ở đây còn có một xu thôi. Mình ra mình kiếm thêm xu nha anh em. Đấy, trước khi bỏ game mua thì mình sẽ tiếp tục mình chơi tàn tích chiến tranh đi. Cái sự kiện này thì mình nhận full rồi này. Tàn tích chiến tranh thì ở đây mình vẫn đang còn phần thưởng ngày hôm nay với ngày mai. Với lại cái tổng phần thưởng ở đây nữa được thêm 4 xu này. Mình sẽ chơi luôn nha. Ghép trận đánh nhanh kiếm mấy xu. Đấy, hôm nay thì cũng đang ngày kéo man rợ. Mình đang cho ba đảo ngoài kéo. Đấy, top MGE thì hôm nay mình kéo đang được top 12 rồi. 1.440.000 điểm. Đấy, top 1 là Nick Farm này. Vào trận rồi. Chứ là ngày hôm nay chắc anh em kéo man cũng khiếp. Cứ mỗi ngày trôi qua thì cái top 20 lại cách xa mình thêm một ít. Sự kiện này nó cho to nhỉ, cái sự kiện này nó phóng bé lại, mình thấy chơi nó dễ chơi, nó phóng to này khó chơi đấy. Múc luôn, ông này cầm gì đây? Shiza E là cầm vào thí rồi. Ra tôi chỉ cần top 1 4 trận thôi là xong luôn rồi. Top 1 4 trận là xong luôn cái event này. Ok. Mà lâu lâu tôi chơi ấy, tôi cảm giác là không biết là liệu cái chế độ này có boss không ta? Ý là bot là kiểu mấy con ở máy nó chơi lâu lâu mình thấy có mấy ông kiểu đứng im mới cầm mấy đạo tướng lỏ ấy. Đánh luôn đi bạn ơi. Boop skill này, không biết là chiêu gì luôn. Mình mà ăn được ông này chắc là tôi top luôn đấy. Đang tôi to hơn không? Ngon, ăn luôn. Rồi ông bên cạnh 37.000 lính, mình giết ông này nữa là tôi top 1 gì nữa. Thanh niên trên này thì AFK rồi. Tôi xử ông này thôi, top 1 nhẹ nhàng luôn. Cái event này tại vì gọi là sao ta, gọi là top 1 thì 5 điểm, mấy top dưới nó cũng được điểm. Thành ra là người ta không có chơi kiểu cống hiến lắm, người ta chỉ chơi đại cho nhanh thôi. Ok, phát đầu tiên top 1 anh em ạ, 5 điểm, nice. Thử lại. Cố gắng ăn thêm đủ 4 xu rồi chơi tiếp. Đấy, mình cũng dự định là mình sẽ bỏ game ra mình mua. Hy vọng là mình có thể chơi full event nhá. Lần duy nhất mình chơi full cái sự kiện vòng quay Esmeralda, mình nhớ là mình cũng chơi trên nick của cái bot nào ấy.
Hồi đấy là sự kiện nó mới ra, bây giờ lâu quá tôi cũng không nhớ. Nhưng mà đấy là lần duy nhất mình chơi full sự kiện, còn lại mấy lần sau đa số tôi quay thì không bao giờ full. Tại vì thường các bạn quay các bạn phải nạp gói mới full được. Tôi không hiểu tại sao đợt này lại nhiều ông lại khoe ở trên Facebook, lại khoe là có 60 70 vòng đã ăn là mình có động lực. Đấy, trước khi mình quay video này thì mình có lên mình check thì mình thấy có một ông kêu là 90 vòng là vẫn chưa ra. Thành ra tôi thấy mình không phải là người cô đơn duy nhất. Rồi tiếp tục ăn nào, nói chung là chuẩn bị công lực cho đèo 4 thôi. Rồi ok. Ăn luôn. Tháng này hôm nay đã 13 rồi, mình vẫn chưa thấy thông tin update gì. Đợt này game thấy update hơi chậm thì phải không? Lâu lâu chả thấy có cái gì mới. Kéo lên nào. Ây da, ây da, ây da. Tôi kéo lộn ra ngoài màn hình game luôn đấy. Cho em ăn lính đi. Toàn thì nghe phải thằng này nó dí tôi kiếp quá. Hai thằng dí mình. Cày thế. Ok, top 4 vẫn được 2 điểm. Mình thiếu 18 điểm thôi. Thiếu 18 điểm. Một ván 5, một ván 2 là 7 điểm thôi. Bây giờ cần thêm hai ván top 1 nữa, một ván top 5 là ok. Được cái sự kiện nó tìm trận cũng nhanh. Ngoài đây thì đang kéo man này. Đấy, kéo man thì mình có gọi là đọc bình luận ở trên YouTube ấy, thì có nhiều ông bảo là kéo man, à không phải nhiều ông, thực ra có mỗi một ông thôi. Ông bảo là kéo man thì ý là bây giờ gọi là con man rợ nó có một cái phạm vi ấy, thì nếu các bạn đi ra khỏi cái phạm vi đấy thì nó quay đầu, thì tôi công nhận điều đấy là đúng. Nói chung là cái đấy thì đúng là gần như là ông nào chơi Dragon Kingdom kéo man nhiều cũng biết. Đấy là khi mà các bạn kéo con man rợ đi ra khỏi phạm vi nó thì nó sẽ quay lại. Đấy, còn cái việc mà hiện tại man rợ nó khó kéo hơn ngày xưa thì bây giờ nó không phải là vấn đề của một người nữa anh em, nó là vấn đề của mọi nhà thôi. Tất cả người chơi nó đều đồng ý với cái điều đấy rồi các bạn. Tức là nó có sự thay đổi ấy, ví dụ man rợ nó đang đứng trụ rất là đông đúng không, các bạn đến phát tự nhiên nó tách ra. Đấy, mình thấy quốc tế người ta cũng nói, mà Việt Nam nói, quốc tế cũng nói. Thì nhiều khi tôi nghĩ là có những cái update ấy, ví dụ mà update mà giảm sức mạnh của game đi đúng không? Update mà bóp ấy thì nhà phát hành người ta thường người ta sẽ không có nói ra đúng không, còn những cái update mà kiểu bút thì nhà phát hành sẽ nói ra. Ui vãi, con William mẹ lưu triệt nó bổ cái chết luôn kìa. 2 điểm nữa. Bao nhiêu điểm người ta? 31 điểm rồi. 2 top 1 nữa anh em. Tôi đổi sang cái nhà tím lúc nào vậy? Nhìn bữa vậy. Ở nói chung là kéo man đợi thì bây giờ đồng ý là khó hơn thật. Thì các bạn nào mà cảm giác kéo dễ ngày xưa chắc là chắc là các bạn là cái game của các bạn nó chưa có update kịp theo thời đại. Tôi bú luôn mỏ game này chứ nhở. Lấy tao tháo đào game đi. Đấy, anh em đừng thắc mắc là Zone 4 thì mỏ game cạnh tranh khốc liệt lắm các bạn. Không có thể nào mà nhường nhịn mỏ game được ở đây hết ạ. Ông nào mà chơi game này mà nhường nhịn mỏ game quá thì thôi, các bạn làm Phật sống. Ok, tôi chỉ là game thủ thôi. Vào tiếp chơi trận nữa ấy. Muốn kiếm tí gọi là event trong game cũng hơi khó. Thịt luôn, con gì đây? SCPO với con gì ấy? Ui, rắc này SCPO xin luôn. Di chuyển. Cố lên nào. Rồi ông này 16.000 lính này, mình nghĩ là mình lượm luôn. Lượm luôn. Ông này 15.000 lính lượm luôn. Dưới này còn một ông 20 mấy nghìn lính nữa, đứng lại. Chạy đi đâu con sâu. Ây da, không dí được kìa, 9.000 lính kìa. Trời đi, ai da, đi đâu vậy? Mẹ cho thanh niên kia nó lại lên 3 mấy nghìn lính mất, mình vẫn chạm được mà đúng không? Mình vẫn có thể chạm được, vẫn hú được. Mấy ông này chạy khiếp vậy, đứng lại. 17.000 lính thì tôi chết đi chứ còn chạy. Đấy, cũng William lưu triển đấy. Ra ngoài bản đồ luôn à, ra ngoài xiên luôn rồi.
Ông này 30.000 lính rồi, tự sát đi. Ông top 2 rồi, top 1 là hợp lý rồi ông. Chạy 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 chạy. Quan Vũ. À đấy, nhìn con Quan Vũ mình nhớ. Một số anh em bảo sắp tới, hôm qua mình có nói sắp tới chắc mình dùng SC Alex. Nhớ anh em bảo sao không xài Quan Vũ được, Quan Vũ vẫn mạnh. Thì thực ra không phải là mình không xài Quan Vũ, mà chỉ đơn giản là cái ý định của mình là mình sẽ xài SC Alex thôi. Còn ví dụ mà mình test mình thấy là SC Alex nó không khỏe như mình nghĩ chẳng hạn, thì tôi quay lại tôi nghịch thử Quan Vũ SC là bình thường. Mình chỉ nghĩ là con SCPO với Quan Vũ ấy, nó hai con nó đều có ở là SCPO Alex chứ, cả hai con nó đều có 5 chiêu open field ấy, thì tôi nghĩ là nó đánh open field sẽ mạnh hơn là con Quan Vũ. Đấy, Quan Vũ mình còn chưa mở bảo tàng cơ mà. Nhưng mà đấy là cái dự định trong đầu thôi. Nhiều khi đến lúc mà đánh thử thấy nó không mạnh thì chúng ta quay trở lại với cái máng lợn Quan Vũ SCPO là bình thường. Thánh thủ bú mới mỏ game 3 chứ. Nếu kéo man thì cứ rảnh thì kéo thôi, mà zone 4 hơi bé đào game thì từ hôm vào map giờ vẫn chả đào được bao nhiêu. Ok, làm cái top 1 ván này là ngon này. Lượm. Rồi xin con recharge luôn. Ui dồi, 2.000 lính thì chạy nghe mọi. Cái này chơi giống kiểu rắn săn mồi ấy, mà cứ ông nào to hơn thì múc. Ok, mình mốc được con này phát là tôi nhiều lính hơn ông này luôn, ăn luôn. Tôi lượm ra ông này chắc top 1 luôn quá. Thằng có thằng màu xanh lá trên này 49.000 lính vậy trời. Rồi nó 63.000, mình 51.000. Nếu mà mình lấy top 2 trận này thì mình phải đánh thêm một ván nữa. Tôi chả tội gì tôi phải lấy top 2. Tôi sẽ cố gắng tôi ăn top 1 luôn. Thật sự là tôi không nghĩ là có lý do gì để tôi ăn top 2 trận này. Đánh luôn. Bây giờ 5.000 lính, 2.000 lính. À, lại phải thêm trận nữa nhỉ. Cày thế nhỉ. Phải thêm một ván nữa mới đủ. Mỏ game đâu? Đây có cái mỏ game 3 nữa. Đánh thế. Lâu lâu mình đi farm man ấy, thấy mỏ game mình toàn cho con đang kéo man vào luôn. Thì mới farm được. Chứ mà lại còn rút cái con kéo man về mà cho cái đạo farm game đi, chắc đến nơi chắc còn đúng cái nịt. Không còn được cái mỏ game mỏ của người để chơi hết á. Ok, mục luôn. Charlie mà theo. Ăn hai ông luôn. Thực ra ván này tôi chả cần top 1, ván này mình top mấy cũng được, thiếu có 2 điểm thì phải. Mình nhớ nãy mình thiếu 5 điểm, ván vừa rồi 3 điểm thì ván này cần 2 điểm thôi. Ông kia chạy khiếp quá. Ông nội SCPO chạy cong credit. Đúng là ai? Mẹ cái thằng SCPO này. Lưu Đại Gia. Đặt nickname Lưu Đại Gia. Thế mà mình được top 3 nhỉ. Ok thôi được rồi. Ấy, con ấy về. Tên đi ốc về, lên làm mỏ game luôn, ngọt nước luôn. Rồi kiểm tra thử xem được bao nhiêu xu rồi nha anh em. Thật ra ngày mai thì mình có thể ăn được một xu nữa đấy, nhưng mà nếu mà ngày mai mà tôi mới làm thì hết sự kiện rồi còn đâu. Cứ hết sự kiện rồi mới quay thì cũng chỉ quá. Ok, 6 xu. Quay luôn nha anh em. Hiện tại mình quay được là 37 vòng rồi, vẫn chưa được cái vật liệu cam, đúng là có một cái. Thêm một vật liệu tím này. Rồi tổng cộng xong pha này là mình được 43 vòng rồi nha anh em. Ngon. Cứ vật liệu cam là bú rồi. Rồi, đây là lúc chúng ta sẽ bỏ game ra. Game thì gần đây cũng không còn bậc bao nhiêu game, mình sẽ tiếp tục xài game trong người. Đây là cái game mình có được từ việc kéo man trong map KVK. Rất nhiều game mình mở. Kéo man KVK thì nhiều game lắm. Rồi, mình sẽ mua nha. Trước hết thì mình cứ mua ấy thôi. Mình cứ mua 10 cái giảm giá trước đi. Rồi, 10 cái giảm giá trước nha anh em. Hy vọng là khoảng tầm 60 phát. Tại vì ở đây mình không nhớ là mua. Nãy mình quên mất, mình không nhìn là mua không giảm giá thì được bao nhiêu cục. Đây, mua không giảm giá được 30 cục nữa. Như vậy tổng cộng thì mình có thể có tối đa là 37 cục đúng không? 30 cục mua thêm, 7 cục ở đây.
cộng với 46, 37 cộng 46 là ra bao nhiêu ta? Ra 83. 83 nha anh em. Thì hy vọng là không đến mức là phải mua hết 30 cục. Ok. Cũng được, không sao không sao. Nãy mình quay phải hơn 20 phát mới được ô đặc biệt mà. Ui. Cho tài nguyên ạ. À. Đâm lao thì phải theo lao rồi anh em ơi. Ok, mình sẽ mua tiếp nha, nhưng mà mình sẽ không mua hết 30 cục đâu. Tại vì mua hết 30 cục nhiều khi chơi không đến ấy, biết đâu 60 vòng nó ra sao. Vẫn chưa ra anh em. Mấy ông mà kêu 60 vòng ra liệu có thật không đấy? Liệu có thật là 60 vòng ăn được 3 giải đặc biệt không? À, tôi quay được có hai vật liệu cam này ảo thế. Phải trưởng cho hai chiều pha lê. Mua tiếp này. Ok. Ôi giời, hết game luôn anh em ạ. Mới mua có mấy phát rồi mà hết game luôn. Sự kiện chùa thế. Ngon. Được, một cái 3 ngày nữa. Nãy sửa anh em. Một cái 3 ngày với hai cái 15 giờ. Tổng cộng là 61 vòng rồi. Vớ vẩn, tôi nghĩ là tôi cũng phải 90 vòng ấy. Cho giải đặc biệt đây, người may mắn. Ây, không được anh em ơi, chết rồi. Mua. Đây mình sẽ mua hai cục đi. Ý. Vẫn không ra, nó cho vào ô vật liệu cao mà đỡ cay. Thật ra thì mục tiêu mình cũng muốn ăn full sự kiện lắm, nhưng mà bây giờ nó không ra thì sao mà ăn ta. Này, trước nạp pop up mới được này. Quay tiếp nha anh em. Ok, chỗ này tôi nghĩ là vẫn đủ game để chơi full đấy. Nhưng mà kiểu mình nếu mà quay lên 90 vòng thì chả khác nào lỗ sặc máu. Nào. Ui, gà đô đặc biệt thế mà không cho. Ảo thật. Ảo thật anh em ạ. Ảo thật. Nào, ô đặc biệt nào. Đây vẫn không được. Toang rồi anh em ạ. Toang rồi. Còn có 10 xu thôi. Rồi lần này mình quay thử hai phát x3. Hiện tại là 73 rồi. Ông nào mà hên thì 60, nhưng mà hên vừa. Thật ra bây giờ nó vào ô cam mình cũng không mừng cơ. Tại vì cái mục tiêu của tôi là tôi quay trúng ô đặc biệt cơ. Cái mục tiêu là trúng ô đặc biệt. Không được. 76 vòng rồi, vẫn chưa ra cái gì hết. Ok, là mua hết rồi nha anh em. Mua hết 10 xu giảm giá, 30 xu full giá rồi. Đặc biệt. À. Yes, đại sư anh em ạ. Ngon. Ok. Ngon, đại sư. Như vậy là mình đã quay ăn full mốc nha. Lần này tôi đánh giá là hên đấy. Ở đây thì các bạn có thể đổi cái này sang được một cái rương gia tài. Nhưng mà lời khuyên của tôi là anh em đừng đổi, cái rương này rất phế. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái xu này hết sự kiện nó sẽ trả lại game cho các bạn đấy. Mình là nên đổi nha, mình rút lại nha. Nãy mình kêu là không đổi nhưng mà là nên đổi nha anh em. Đấy, các bạn mà không đổi nó sẽ được chuyển thành rương gia tài đấy. Nói chung là các bạn kiểu gì cũng phải đổi thôi. Ok, đổi đại đi. Ok, tổng kết lại thì các bạn có thể thấy là mình mua xem nào. Mình mua 10 cái giảm giá là 4.500 game. Mình mua thêm 30 cái, thực ra là 29 cái đấy. Mình cứ mua là 30 cái full giá đi. Là 27.000 game, đúng không? 900 game một cái mà là 27.000. 27.000 cộng với 4.500 là suy ra là được 31.000, đúng không? 31.500 game nha anh em. 31.500 game. Và ở đây thì như mình đã nói ở phần đầu video ấy, đó là mình cũng có nạp. Đấy, mình cũng có nạp thêm hai cái gói đầu tiên nữa. Thiệt hại thêm 300k nhá anh em, nó chỉ hai gói đầu thôi, gói 100 với gói 200. Thì như vậy là mình cứ tính là mình mất 31.000 game đi. Thì 31.000 game đấy thì ở đây trước hết là mình nhận được là 10 vật liệu cam. 10 vật liệu cam mà đã 24.000 game rồi. Sau đấy mình nhận ở chỗ này thêm 10 vật liệu cam nữa là thêm là 24.000 game, là 48.000, là lời nhá anh em, lời to. Đây thêm 6 cái vật liệu cam nữa. Là tổng cộng là 26 vật liệu cam. Mình chưa tính vật liệu tím, chưa tính tăng tốc các thứ luôn. Nói chung là event này lời quá to. Đấy,
quá ngon anh em. Thêm 10 chọc vàng. Ui event này, nói không phải chứ event này tôi nghĩ còn còn ngon hơn cả sự kiện gọi là gì ta, sự kiện đập trứng ấy. Nói thật đấy, event này nếu mà nó đứng đúng ra là ngon hơn đập trứng, nhưng mà có cái là anh em phải nạp. Ngoài ra phải nhân phẩm một tí đấy, ngoài ra nhân phẩm một tí, ví dụ như mà pha hồi nãy mà mình không lên ấy thì tôi phải chơi thêm hai gói này nữa, thì lúc đấy thiệt hại nó lên cũng hơi nhiều đấy. Lúc đầu mình mua hai gói cơ bản mất khoảng hơn 300k, thì nếu mà giả sử mà nãy mình quay không ra ấy, mình phải nạp thêm gói này là mất hơn 400 nữa đi. Sau đấy giả sử mà nó không ra tiếp, tôi phải nạp thêm một gói 1 triệu nữa. Thông thường thì các bạn nạp đến gói 1 triệu ấy, mình chơi cũng khá là nhiều nick rồi, tầm khoảng 90-100 vòng anh em mắc, thì anh em đen thì phải thêm gói 1 triệu, thì nói chung là thiệt hại là khá là lớn. Còn ví dụ như tôi nghĩ là lời chứ, mất có 300k nhận được 26 vật liệu cam. Đây anh em nhìn này, trời ơi, quá ngon anh em ạ. Ok, thực ra là lúc đầu lúc mà quay video ấy, mình cũng gọi là có linh cảm là mình sẽ chơi qua cái event này ở mức tầm 60, nhưng mà không ngờ là đến 70 mấy đấy, khoảng nãy là 70 mấy mình không nhớ đấy, nhưng mà nói chung là chưa đến 90 vào. Đối với tôi là thành công. Đấy, quan trọng nhất ấy là các bạn có thể chơi full event mà không cần nạp thêm nha. Đấy, các bạn gọi là mua ở trong này mà chơi full được là quá ngon. Như mình nạp thêm hai gói thì tôi thấy vẫn ngon. Chứ mà ông nào mà nạp đến rương bạc là cũng hơi chua, nạp rương bạc là tổng thiệt hại cho event nó lên đến 2 triệu rồi. Thì lúc đấy cũng hơi cao. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi đến thời phút này của video nha. Video có lẽ cũng khá là dài rồi. Anh em mà đã xem đến đây thì đừng tiếc ấn một like đăng ký kênh để không bỏ lỡ những cái video mới nhất về Dragon Kingdom.